kính chào các khán giả thân mến đã quay trở lại với kênh YouTube quen thuộc Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn cảm thấy xấu hổ hay là tự ti về xuất thân của mình không được đàng hoàng như người khác hay không? Hay có bao giờ các bạn cảm thấy buồn hay thấp kém vì mình không được học hành đầy đủ như những đứa bạn cùng trang lứa? Trước mỗi sự việc, mỗi người sẽ có một cái nhìn, sẽ có những cảm nhận riêng của mình đúng không nào? Chính từ cảm nhận đó, họ sẽ có những suy nghĩ và suy nghĩ sẽ gieo hành động sẽ gặt thói quen và thói quen sẽ tạo ra tính cách cũng sẽ làm nên số phận. Vậy muốn có được số phận giàu có, thành công thì nhất định chúng ta phải có những suy nghĩ đúng đắn. Ngày hôm nay, có một tấm gương mà Bí Quyết Thành Công vô cùng ngưỡng mộ muốn chia sẻ với các bạn. Thông qua đó sẽ là 7 bài học quý báu mà bất cứ ai muốn giàu có và thành công nhất định phải thuộc trong lòng bàn tay. Ông là người xuất thân từ gia đình gốc nông dân và không được học hành đầy đủ. Đã từng 3 lần trốn khỏi nhà để lên thành phố học và từng phải trộm tiền bán bò của bố để lên thành phố lập nghiệp. Đồng thời, ông cũng là người Hàn Quốc tạo ra một hãng xe hơi lừng danh trên thế giới. Các bạn có đoán ra được tên của ông là ai không ạ? Vâng, đó chính là một huyền thoại của nền kinh tế Hàn Quốc, người sáng lập ra tập đoàn Hyundai, Chung Ju-jung. Ông đã xuất hiện trong rất nhiều sách báo trên thế giới với câu nói nổi tiếng của mình: không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách. Và cuối cùng thì ông cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ người dân Hàn Quốc cũng như người dân trên toàn thế giới. Bí Quyết Thành Công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí Quyết Thành Công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Và ở video ngày hôm nay, Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn về 7 bài học quý báu của người sáng lập ra Hyundai và dành cho những ai muốn giàu có, muốn thành công thông qua những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Trong số chúng ta, có lẽ bất cứ ai cũng đều mong muốn một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, thế nào là hạnh phúc thì lại là câu hỏi không phải ai cũng có thể trả lời đúng không nào? Có đôi lúc, dù đã sở hữu bánh xe cuộc đời cân bằng với đủ 5 thành tố, tình yêu, sức khỏe, mối quan hệ, vị thế xã hội, năng lực làm việc, tiền bạc, thế nhưng nhiều người vẫn cảm thấy mình không hạnh phúc và thường có cảm giác không thỏa mãn đúng không? Đối với Chung Ju-jung, khi đã trải qua nhiều thăng trầm, đứng lên đỉnh cao sự nghiệp, ông quan niệm hạnh phúc khá đơn giản. Theo đó, hạnh phúc là dù ở trong hoàn cảnh, vị trí nào, làm việc gì, chúng ta đều dốc toàn tâm toàn lực để hoàn thành công việc, không phụ lòng những người xung quanh cũng như luôn luôn nuôi dưỡng suy nghĩ tích cực, hướng tới tương lai tốt đẹp. Và bài học thứ nhất mà Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn thông qua cuốn tự truyện của ông đó là suy nghĩ tích cực, không có thất bại. Trong quan niệm của Chung Ju-jung, suy nghĩ tích cực chính là nền tảng đầu tiên hình thành nên các nguồn năng lượng khác. Nó là khởi nguồn của sức mạnh tinh thần, từ đó có khả năng chuyển hóa thành sức mạnh thể chất và vật chất. Một người muốn mạnh mẽ, trước hết phải mạnh trong ý chí. Chúng ta chỉ có thể thành công nếu có lòng tin rằng mình sẽ làm được điều ấy. Vì vậy, ông thường nghĩ con người quan trọng nhất là có ý chí hay không mà thôi. Có ý chí thì chẳng việc gì là không làm được. Nếu mang suy nghĩ tích cực thì dù trời có sập xuống thì cũng có lỗ chui ra và việc gì thì cũng có thể làm được. Để chứng minh cho chiêm nghiệm ấy, Chung Ju-jung nhớ lại kỷ niệm ngày nhỏ. Khi đó dù mới 10 tuổi thì nhưng ông đã phải theo cha ra đồng làm việc quần quật dưới trời nóng đổ lửa. Nếu là người tiêu cực thì có lẽ họ sẽ chỉ nghĩ rằng mình làm việc vất vả dưới ánh nắng mặt trời mà không biết đến niềm hạnh phúc ở nơi nào khác. Đối với họ, cuộc sống lúc nào cũng chỉ toàn khuyết điểm. Thế nhưng Chung Ju-jung không nghĩ như vậy. Từ nhỏ, ông đã sớm học được cách sống hạnh phúc với hiện tại và hài lòng với những gì mà mình đang có. Thay vì than trách, tức giận, ông tranh thủ ngủ giấc ngắn dưới bóng râm, tận hưởng cơn gió mát mẻ vào chốn cực lạc và cảm thấy mình thật hạnh phúc. Sau này lớn hơn một chút, ông dần muốn bỏ nhà ra đi tìm đường làm giàu. Và để có lộ phí, Chung Ju-jung đã phải tích cóp từng đồng lẻ. Mỗi khi gánh thùng gỗ ra chợ bán, nhiều lần ông đói là khi đi qua những cửa hàng san sát, nhưng rất định giữ vững lòng quyết tâm. Chung Ju-jung chỉ lấy một đồng duy nhất trong số tiền bán gỗ ấy để mua hai chiếc kẹo tí tẹo bỏ vào miệng, mút từng tí trên đường về nhà mà cảm thấy lòng sung sướng vô cùng. Năng lực giải quyết công việc phụ thuộc vào sự nỗ lực của mỗi người. Cách suy nghĩ tiêu cực và bi quan là rào cản của sự phát triển và trưởng thành. Các bạn thân mến, người có suy nghĩ tiêu cực không phát huy được hết năng lực của mình. Họ luôn bất mãn, oán trách và chán nản.
và từ đó lãng phí thời gian và sức lực nên thất bại và gục ngã. Kết quả tuyệt vọng là điều đương nhiên. Tinh thần lạc quan và lòng tin rằng chỉ cần nỗ lực, mọi việc đều có thể thành công sau này đã theo ông đi đến hết cuộc đời. Theo năm tháng, đức tính quý ấy ngày càng trở nên sâu sắc và mạnh mẽ hơn. Chính nó đã giúp Chung Ju-jung cùng với Hyundai làm nên những điều không tưởng. Một trong số đó là sự ra đời của nhà máy đóng tàu Ulsan. Hồi đó, để có 80 triệu đô, Chung Ju-jung đã phải tìm đến các ngân hàng lớn trên thế giới để hỏi vay. Khi đặt chân đến Barclays ở Anh, ông bị từ chối bởi chẳng có chút kinh nghiệm nào về việc làm ra loại tàu cỡ lớn, ngay đến cả kỹ thuật cũng không có. Tuy nhiên, vì thấy Chung Ju-jung quá kiên quyết với ý tưởng của mình, ngân hàng cũng thông qua đại sứ quán để nắm được một số thông tin cơ bản về các lĩnh vực ở Hàn Quốc. Sau đó, ngân hàng dẫn lời của Hiệp hội Tàu thuyền Hàn Quốc, đó là không thể làm được. Lúc đó thì Chung Ju-jung đã nói với họ, tất cả mọi việc nếu nghĩ là làm được thì đều có thể làm được. Nếu mà Hiệp hội Tàu thuyền nước tôi hoặc công ty tàu thuyền khác cho rằng việc này có thể làm được, thì họ đã đến đây vay tiền của các ông trước tôi. Chính vì họ nghĩ việc này không thể, nên khi ai đó hỏi, đương nhiên họ sẽ nói không thể làm được. Nhưng tôi nghĩ rằng nhất định sẽ làm được, mong các ông hãy thẩm định lại hồ sơ một lần nữa. Và cuối cùng thì ngân hàng Barclays cũng đồng ý tái thẩm định hợp đồng và cho Hyundai vay 50 triệu đô. Ngẫm lại, sự ra đời của xưởng đóng tàu Ulsan, Chung Ju-jung cho rằng, khởi đầu của nó trước hết là nhờ câu nói, có thể làm được. Theo Chung Ju-jung, đó không phải là một lời nói cho vui, cũng không phải là ngụy biện. Tất cả mọi việc đều như vậy, nếu chúng ta cứ suy nghĩ rằng không thể thì tất cả sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì các bạn ạ. Tất cả mọi sự phát triển của nhân loại đều được hình thành dưới sự chỉ dẫn và dẫn đường của những con người có lối suy nghĩ tích cực. Từ nhỏ, Chung Ju-jung đã được thừa hưởng đức tính chăm chỉ, cần mẫn của cha mẹ. Thêm nữa, vì phải làm việc vất vả, thế nên bẩm sinh, ông thường rất ghét những người lười biếng. Chung Ju-jung hiểu rằng, con người hầu như ai cũng muốn lười nhác, thoải mái ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, nếu muốn vươn tới thành công thì nhất định phải vượt qua rào cản ấy. Ngày hôm nay, những người xuất phát điểm khó khăn càng phải cố gắng gấp 5, gấp 10 lần người khác thì mới mong ngày mai mới có thể vượt qua được họ. Và tiếp theo là bài học thứ hai, thành bại của cuộc đời chính là hành động và thời gian. Có suy nghĩ tích cực là điều đáng quý, nhưng chỉ nghĩ thôi thì chưa đủ. Đối với Chung Ju-jung, không có gì lãng phí bằng chuyện để thời gian trôi đi mà không làm gì cả. Với một doanh nghiệp thì điều đó hoàn toàn đúng, phải hành động mới có kết quả. Nếu chỉ tập hợp những người có đầu óc thông minh ngồi lại với nhau mà chỉ suy nghĩ thì doanh nghiệp không thể nào lớn mạnh được. Chung Ju-jung lấy ví dụ như khi bạn muốn gặp một ai đó, giữa việc là suy nghĩ một giờ sau rồi mới gặp và đứng lên đi gặp luôn sẽ đem lại những kết quả rất khác nhau. Tuy rằng chúng ta không thể thấy được sự khác biệt lớn lao trong khoảng thời gian một giờ mang lại, thế nhưng rõ ràng sự nhanh chậm, tính quyết đoán đã quyết định đến sự thành bại của công việc. Với ông, khi giao một công việc cho nhân viên, dù khó đến mấy cũng không cho thời gian dài. Vì nếu cho thời gian dài, họ sẽ lùi lại ngày mai, ngày kia khi có việc khác lại vội cuống lên. Và rồi lại than phiền nhiều công việc, nhưng cuối cùng thì kết quả chẳng ra gì. Và mọi thứ cứ nối tiếp nhau mà đến. Khi đã là chủ của doanh nghiệp lớn, Chung Ju-jung thường đốc thúc công nhân trên tất cả các công trường, nhà máy, xí nghiệp, ở xưởng chế tạo thiết bị công nghiệp nặng. Ông thường xuyên có mặt đến nỗi nhân viên từng hồn siêu phách lạc. Vì nghĩ, hôm qua sếp đã đếm kiểm tra rồi thì hôm nay sẽ không đến nữa. Để làm gương về thái độ luôn sẵn sàng hành động, tiết kiệm thời gian, sau những chuyến công tác dài ngày ở châu Âu, châu Mỹ, dù có mệt mỏi hay không, thì ngày hôm sau, Chung Ju-jung vẫn đi làm bình thường các bạn ạ. Trong khi đó, các công ty khác thường cho nhân viên đi công tác ra nước ngoài khoảng thời gian nhất định để thích nghi với việc lệch múi giờ, thì ở Hyundai lại không như vậy. Cả Chung Ju-jung lẫn nhân viên khi đến nơi là đi thẳng vào bàn họp và chẳng hề quan tâm đến các yếu tố bên ngoài. Trong cuốn tự truyện của mình, Chung Ju-jung phân tích, các doanh nghiệp Nhật Bản từ lâu đã tự đặt ra triết lý kinh doanh của mình và đó là lý do tại sao họ không bị gục ngã. Doanh nghiệp Hàn Quốc dù rất nỗ lực nhưng vẫn chưa thể vượt qua sự đi trước cả 100 năm của họ. Vì thế nếu muốn vươn lên thì phải tăng thêm thời gian làm việc, bồi dưỡng doanh nghiệp có năng lực, chí tiến thủ. Ông tin rằng những người có chí tiến thủ, có kiến thức thì không việc nào lại không có thể làm được. Sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo khó, thế nên từ nhỏ thì Chung Ju-jung đã có tính tiết kiệm và cần cù. Theo ông, đó chính là nguồn vốn động lực tạo nên sự uy tín mà ai cũng nghĩ đó là danh dự. Đây là bài học thứ ba mà chúng ta học hỏi được từ ông.
cần cù, tiết kiệm để làm vốn. Mỗi khi nhắc đến việc tiết kiệm, ông thường nhớ đến lần xem TV cảnh sinh hoạt của một thanh niên nông thôn với lời lẽ rất đáng học hỏi. Trong số bạn của tôi cũng có người ra thành phố, mỗi tháng kiếm được cả trăm ngàn won. Tuy nhiên, số tiền đó phải dùng vào việc này việc kia, thế nên cũng chỉ có thể tiết kiệm được 2%. Còn thu nhập của tôi dù không bằng một nửa của bạn ấy, thế nhưng mỗi tháng tôi tiết kiệm được một nửa số tiền mà tôi kiếm được. Chính vì thế, tôi làm việc nhiệt tình như bây giờ. Tôi tin rằng tương lai không xa, tôi sẽ giàu có hơn bạn ấy. Chung Yu Yum rất đồng tình với thanh niên đó. Theo ông, làm việc nhiệt tình và tiết kiệm triệt để sẽ giàu có hơn người lãng phí. Cùng trong một thời gian sống, có người thì làm được 10 lần, 20 lần, có người lại không làm được gì dù chỉ là 1 phần 10, 1 phần mấy trăm. Sự khác nhau chính là ở quá trình tích lũy và chịu đựng gian khó, làm việc chăm chỉ các bạn ạ. Soi chiếu lại bản thân mình, Chung Yu Yum khẳng định, ông đã sống một đời rất giản dị và tiết kiệm. Thời còn đi làm thuê cho cửa hàng gạo, mỗi sáng, Chung Yu Yum đều thức dậy để đi bộ đi làm, tiết kiệm tiền tàu điện 5 won mỗi ngày. Ông đi bộ nhiều đến nỗi, đôi giày mòn vệt. Vậy mà Chung Yu Yum cũng không nỡ vứt, ông tiếp tục đóng thêm vào một cái đế và sử dụng tiếp. Quần áo từ hè sang thu, ông chỉ có một bộ, khi đông đến thì mặc thêm áo lót bên trong. Muốn đọc báo, ông đọc nhờ của người khác. Nếu nhận lương một bao gạo một tháng, ông nhất định phải tiết kiệm một nửa, tất cả tiền thưởng ông đều dành hết cho việc tiết kiệm. Chung Yu Yum cố gắng thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm từng đồng lương ít ỏi để gây dựng vốn liếng. Sau này khi đã là chủ doanh nghiệp lớn, ông vẫn giữ lối sống giản dị, tránh xa cám dỗ, không dùng rượu, bia, thuốc lá, không mua sắm những vật dụng không cần thiết. Với cách sống như thế, nên mỗi lần gặp công nhân, ông thường khuyên họ hãy tiết kiệm, ít nhất cũng đợi cho đến lúc mua được nhà thì hẵng nghĩ đến chuyện sống thoải mái hơn. Việc tiết kiệm có thể thực hiện bằng cách đơn giản và thiết thực như không hút thuốc, uống rượu, cà phê, bài bạc, không mua vật dụng xa xỉ. Ví như mà ở nhà thuê mà mua TV là không cần, bạn nếu chỉ xem tin tức, đọc báo thì nghe radio cũng đủ, không mua sắm nhiều quần áo. Theo Chung Yu Yum, tiết kiệm chính là một tiêu chí tạo nên uy tín. Lối sống ngay thẳng, dựa vào sức mình sẽ dần dần tạo ra cho chúng ta những mối quan hệ với xung quanh, mà đôi khi chính chúng ta cũng không thể ngờ đến. Sự uy tín có được do cần cù và trung thực sẽ giúp chúng ta gặp được người hỗ trợ chẳng khó khăn gì. Từ một quốc gia ít tài nguyên khoáng sản, một quốc gia phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh loạn lạc, Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc nhờ trở thành một cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Trong đó có một phần nỗ lực không hề nhỏ của tập đoàn Hyundai, tập đoàn đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển kinh tế Hàn Quốc do Chủ tịch Chung Yu Yum sáng lập. Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách. Câu châm ngôn này đã trở thành bất hủ của Chủ tịch Chung Yu Yum như lời đúc kết cho những gì mà ông đã phải trải qua trong suốt cả cuộc đời và quá trình lập nghiệp để có một Hyundai đáng tự hào ngày hôm nay. Câu nói đó cũng chính được Chung Yu Yum minh chứng một cách hùng hồn nhất trong sự nghiệp của ông. Bằng sự nỗ lực phi thường, ông đã biến giấc mơ tưởng chừng như hoang đường trở thành sự thật. Từ một anh nông dân nghèo đến công nhân hỏa xa rồi khuân vác cho một cửa hàng bán gạo, cho đến việc lập và phát triển một tập đoàn Hyundai danh tiếng của đất nước Hàn Quốc như hiện nay. Hơn 80 năm cuộc đời, trải qua bao biến cố thăng trầm, Chung Yu Yum đã tự đúc kết cho mình rất nhiều bài học quý giá hơn cả vàng. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp về 7 bài học quý báu của người sáng lập Hyundai dành cho những ai muốn giàu có, muốn thành công, nhất định phải biết. Trong cuộc đời, Chung Yu Yum đã rất nhiều lần ông làm nên thành công mà người ngoài nhìn vào thì dễ và nghĩ đó là may mắn. Ví dụ như việc ông chủ giao lại cửa hàng gạo, đấu thầu thành công cảng Dubai hay là vay được tiền dù xưởng chế sữa ô tô bị thiêu rụi. Hoặc đem tờ 500 won đến ngân hàng Barclays vay thánh 50 triệu đô để đóng tàu dù chẳng có tí kinh nghiệm nào về lĩnh vực này. Tuy nhiên, chỉ có những ai hiểu về Chung Yu Yum mới biết, tất cả thành quả đó, cho dù là điều tưởng như ngẫu nhiên nhất, cũng đều là trái mơ ngọt được thu hoạch sau thời gian trường kỳ nỗ lực các bạn ạ. Và bài học thứ tư từ ông, đó chính là giữ chữ tín, vấn đề sống còn của sự nghiệp. Các bạn có biết với Chung Yu Yum trong công việc không có gì gọi là kỳ tích. Mọi thứ đều phải trả giá bằng sự nỗ lực và suốt cuộc đời mình. Khởi đầu cho mọi thành công của Chung Yu Yum đã bắt nguồn từ hai chữ, uy tín. Giờ đây khi rời xa quê hương tìm đường khởi nghiệp, Chung Yu Yum chẳng có lấy một đồng xu. Nếu chỉ gom tiền để trở thành doanh nghiệp lớn như Hyundai ngày hôm nay thì chắc chắn ông không thể làm được. Tài sản mà Chung Yu Yum có nhiều hơn người khác chính là sự uy tín. Nhờ thế mà ông được chủ cửa hàng giao lại cơ ngơi. Ông bắt đầu kinh doanh với nguồn vốn duy nhất là người đáng tin cậy, đáng tin cả về tiền bạc, số lượng, lẫn chất lượng sản phẩm, thời gian, hợp đồng.
Cứ như thế, khi uy tín ngày càng lớn, chúng ta kết hợp tất cả uy tín ở những khu vực khác gom lại. Chúng Yu Dung đã tạo ra đế chế Hyundai cực kỳ kiên cường. Và cứ như thế, khi uy tín ngày càng lớn, kết hợp tất cả những lĩnh vực còn lại, thì Chung Yu Dung đã tạo ra đế chế Hyundai hùng cường. Từ cách đây khoảng 20 năm, chỉ là một ngành xây dựng Hyundai cũng có thể giao dịch được với 20 ngân hàng lớn trong thị trường tiền tệ quốc tế. Không cần giấy bảo lãnh của chính phủ, không cần thế chấp. Chỉ cần một lời hứa sẽ chi trả của công ty xây dựng Hyundai cũng có thể mượn từ 2 đến 3 tỷ đô. Vào thời điểm đó thì đây quả thực là một số tiền rất lớn, mà đi vay chỉ bằng một lời hứa. Nếu là các bạn có dám cho người khác vay chỉ bằng lời hứa với số tiền lớn như vậy hay không? Uy tín cũng chính là thứ tài sản mà Chung Yu Dung một lòng gìn giữ. Còn nhớ khi xưa xây dựng cầu Koryong, Hyundai đã thua lỗ đến mức gặp nguy cơ phá sản. Và để cứu lấy danh dự, Chung Yu Dung đã họp bàn với các anh chị em trong gia đình, đồng lòng bán hết nhà cửa, tài sản giá trị để bổ sung vốn và tiếp tục hoàn thành dự án. Công trình đó khiến Hyundai mất 20 năm mới trả hết nợ. Nhưng Chung Yu Dung chưa từng một lần hối tiếc vì đã dốc toàn bộ sức lực để hoàn thiện nó. Trái lại, dù khi khó khăn, ông vẫn giữ được thứ mà tiền bạc không thể mua nổi, đó chính là chữ tín. Chính phủ tin vào tâm huyết và khả năng của Hyundai và điều này mở đường cho một loạt dự án tiếp theo của tập đoàn. Tiếp theo đến với bài học thứ 5 mà chúng ta rút ra được từ ông, đó là không bao giờ bỏ cuộc, chiêm nghiệm từ con ếch xanh và con dẹp. Tại sao lại chiêm nghiệm từ con ếch xanh và con dẹp? Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn nhé! Bài học với tinh thần không bỏ cuộc được Chung Yu Dung rút ngay ra sau quá trình quan sát và hành xử của những chú ếch xanh và lũ dẹp. Đó là những trải nghiệm từ thời niên thiếu luôn thắc mắc sâu đến nỗi ám ảnh trong tâm trí ông. Chuyện là có một con ếch xanh muốn nhảy lên cành rừng liễu, nhưng vì cành cây cao quá thế nên nó không chạm được. Không nản chí, ếch xanh cứ nhảy 10 lần, 20 lần, rồi 30 lần và cuối cùng thì nó cũng sẽ thành công. Tiếp theo nữa là khi tới intern làm việc tại bến cảng, Chung Yu Dung đã không may thuê trọ phải nơi dẹp nhiều vô kể. Để thoát khỏi cảnh ngứa ngáy vì bị dẹp cắn thâu đêm, ông đã kề bát nước vào bốn chân giường để khiến cho lũ dẹp không thể leo lên. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, lũ dẹp đã tìm ra con đường mới là leo lên nóc nhà rồi thả mình rơi xuống chúng người để đốt. Lũ dẹp đã vượt qua trở ngại là bát nước, hoàn toàn cố ý và đạt được mục tiêu mà mình như mong muốn. Chú ếch xanh cũng là nỗ lực phi thường để có thể có được ngồi trên cánh cây cao mà mình hằng mơ ước. Ếch xanh hay lũ dẹp còn làm được như thế, huống chi là chúng ta là con người đúng không nào các bạn? Chung Yu Dung thường lấy đó là nguồn động viên mỗi khi gặp khó khăn và thất bại. Khi đối mặt với thách thức, điều đầu tiên mà Chung Yu Dung thường đó là cố cổ vũ tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Ví như để thuyết phục trưởng phòng bảo an condo của đồn cảnh sát Dongdaemun cho phép sửa chữa ô tô của mình được hoạt động. Suốt một tháng, ngày nào Chung Yu Dung cũng có mặt và đúng cùng một khoảng thời gian kiên trì trình bày vấn đề đến khi nào đối phương chịu thỏa hiệp mới thôi. Sau này khi ra nước ngoài vay vốn để xây nhà máy đóng tàu quy mô lớn, ông bị từ chối khá nhiều lần, thế nhưng Chung Yu Dung vẫn quyết tâm không từ bỏ. Ông tìm mọi cách để thuyết phục ngân hàng Barclay, đầu tiên là thông qua người giới thiệu, chủ tịch Longbottom của Ecuador. Sau đó là thuyết phục ban giám đốc ngân hàng Barclay, chủ tịch tổ chức bảo lãnh xuất khẩu Anh. Sau khi đã khiến tất cả những người có ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế nước Anh đồng ý, Chung Yu Dung vẫn phải tiếp tục chứng minh khả năng có thể bán được tàu. Ông tiếp tục chào hàng dù chẳng có con tàu nào trong tay và nhờ uy tín thì đã được làm Bianos, người con trai tài giỏi của vua tàu biển Olasid, chủ công ty vận tải biển cực lớn của Hy Lạp, đặt trước 1,4 tỷ won, hẹn 5 năm sau nhận hai chiếc tàu 260.000 tấn. Việc vay số tiền khổng lồ bằng 1/6 tổng nợ nước ngoài của cả nước. Nghe đến đây, nếu là các bạn có dám vay số tiền khổng lồ như thế để xây nhà máy đóng tàu trong bối cảnh chẳng hề có chút kinh nghiệm nào hay không? Đây là một điều không tưởng đối với rất nhiều người, thế nhưng Chung Yu Dung luôn tin là mình có thể làm được. Trong quá trình chinh phục những giấc mơ lớn nối tiếp nhau, mỗi khi gặp khó khăn, ông lại nhớ đến bài học của chú ếch xanh và lũ dẹp. Ông coi mọi vấp ngã chỉ là thử thách, và nếu có đủ lòng tin, sự quyết tâm, nỗ lực tương xứng, thì chúng ta có thể thành công khi làm bất cứ việc gì. Chung Yu Dung cho rằng, tất cả chúng ta ai cũng ít nhiều mang trong mình những lối suy nghĩ cũ, bị trói buộc vào một số quan niệm cố định. Lối suy nghĩ cũ này rất nguy hiểm, bởi trong điều kiện bình thường, chúng ta vẫn là những người có năng lực. Nhưng lúc gặp nghịch cảnh, lập tức biến thành kẻ bất tài. Trong sách Luận Ngữ có câu, quân tử bất khí,
có nghĩa là đã là quân tử, phải biết nhiều thứ, có năng lực làm nhiều việc dù là ở bất kể vị trí nào. Và với bài học thứ 6 này, đó chính là lột bỏ rào cản của lối suy nghĩ cũ. Con người thường lệ thuộc vào các nguyên tắc và nguyên lý, nhưng muốn thành công trong xã hội hiện đại, chúng ta phải gạt bỏ được những điều cứng nhắc ấy để dễ thích nghi với hoàn cảnh. Nếu trở thành nô lệ của lối suy nghĩ cũ thì sẽ không có tính thích ứng. Các bạn tin rằng suy nghĩ theo sách giáo khoa cũng là một cạm bẫy hay không? Ông kể lại một câu chuyện khá thú vị khi xây dựng nhà máy đóng tàu Ulsan. Lúc đó thì các chuyên viên kỹ thuật cho rằng muốn vận chuyển linh kiện lắp ráp xuống đáy sâu 12 mét phải nhờ đến một chiếc cần cầu khổng lồ mới thực hiện được. Ngay lập tức, Trung Lưu Dung cho rằng đó chỉ là lý thuyết có trong sách giáo khoa. Ông đã đưa ra giải pháp dùng tảng bê tông đúc sẵn lên bánh xe trượt rồi dùng độ nghiêng của dốc xe kéo ngược lại. Cho xe chạy từ từ để đưa vật liệu xuống đáy biển. Cứ như thế, toàn bộ khối bê tông đã được chuyển xuống đáy của biển mà chẳng cần một chiếc cần cầu khổng lồ nào xuất hiện cả. Tương tự, khi đặt hàng hai chiếc tàu cỡ lớn 260.000 tấn, có lẽ chính Libyanus cũng không nghĩ Trung Du Dung có thể hoàn thành sớm nên đã gia hạn 5 năm. Tuy nhiên, Trung Du Dung đã phá vỡ quy luật thông thường, vừa xây nhà máy, vừa đóng tàu, và chỉ sau hơn 30 tháng kể từ ngày vay vốn, hai chiếc tàu đầu tiên đã hoàn thành. Nếu tất cả mọi việc đều xử lý theo lối suy nghĩ dễ dàng, thì khi gặp khó khăn sẽ trở nên lười nhác. Điều này là không được. Lối suy nghĩ làm việc dễ dàng cũng chẳng khác gì lối suy nghĩ cũ. Trong vấn đề xài tiền, Trung Du Dung có những nguyên tắc là dù tiền ít hay nhiều cũng không nên để lộ ra ngoài. Ông lấy việc cho tiền boa tại nhà hàng làm ví dụ. Nếu người ta cho tiền mà không để người khác biết thì mới là phải phép. Có những việc dán tiền vào trước ngực các cô gái phục vụ chẳng khác nào hành vi khinh thường của một con người. Tôi nghĩ việc dùng tiền để chứng tỏ mình, tự hào về tiền là sai lầm của mọi người. Và đây cũng chính là bài học thứ 7. Chúng ta học hỏi được từ ông, quan niệm đúng đắn về thành công và giá trị của đồng tiền. Trung Du Dung nói rằng, mỗi lần thấy báo chí xếp hạng ông là người có thu nhập cá nhân đứng đầu cả nước, ông lại thấy có lỗi với những người nghèo. Người ta hay hỏi tôi dùng số tiền lớn đó để làm gì. Thế nhưng thực tế, cuộc sống của tôi không cao hơn tầng lớp trung lưu. Khái niệm trung lưu của ông có nghĩa là mức sống của Trung Du Dung giống như một nhân viên. Tổng diện tích nhà ở của ông chỉ 900m2, với 300m2 là xây nhà ở, một quỹ đất không phải là quá lớn cho một cả gia đình ở Hàn Quốc thời bấy giờ. Ông thường đi xe hãng Stara, Sonata, Ranger chứ không phải là những siêu xe quá đắt đỏ, nhưng vẫn còn cảm thấy xấu hổ với nhân viên, với những người dân có thu nhập thấp. Trong sinh hoạt hàng ngày, ông chỉ thích ăn rau xanh, trái cây. Ngoài ra thì cũng khoái ăn thịt bò, dùng trà sâm. Ngoài ra trong khẩu phần ăn uống cũng không có điểm gì đặc biệt hơn người. Ông nghĩ người ta sống không phải để ăn mặc cho sang trọng, mà quan trọng là họ có ảnh hưởng như thế nào đến người khác. Để sở hữu tài sản lớn, thế nhưng sự thật là Trung Du Dung đã sống mà chẳng hề có cảm giác mình là người giàu có. 30% lợi nhuận sẽ chảy về ngân sách làm giàu cho đất nước. Doanh nghiệp của ông thực chất chỉ là một cái khoản để tái đầu tư tạo thêm việc làm. Trong suy nghĩ của Trung Du Dung, khi doanh nghiệp nhỏ, nó có thể là tài sản của cá nhân, nhưng lúc lớn mạnh, nó là tài sản chung của người lao động và của cả dân tộc. Người chủ doanh nghiệp, suy cho cùng cũng chỉ là kẻ được mọi người tín nhiệm, thuê để quản lý và điều hành công ty. Từ chỗ quan niệm đúng về giá trị đồng tiền và vấn đề tiêu xài, Trung Du Dung có những cách nhìn nhận, đối nhân xử thế rất hài hòa. Thời điểm khi ông viết tự truyện, Hyundai có khoảng 160.000 nhân viên. Nhiều người thường nói Trung Du Dung đã núp nuôi sống họ, nhưng ông không bao giờ đồng ý với quan niệm ấy. Theo ông, chỉ những người nhân viên đã làm cho Hyundai, cho bản thân ông trở nên mạnh mẽ hơn. Họ là những người cộng sự, cùng ông làm việc để tạo nên giá trị, dựa vào nhau mà sống, chứ chẳng có chuyện ai nuôi ai, ai là chủ nhân của ai. Đối với Trung Du Dung, chỉ vì yêu cầu công việc nên mới có thứ tự trên dưới. Còn về nhân cách hay tất cả mọi mặt khác, ai cũng đều bình đẳng như ai. Con người nếu muốn thành công thì phải bò qua được cái tôi ngạo mạn, có lòng biết ơn với tất cả những người đồng hành và giúp đỡ mình. Từ chỗ quan niệm đúng về thành công, về giá trị con người và đồng tiền, ông cho rằng một xã hội muốn phát triển thì phải lấy yếu tố trong sạch làm trọng. Muốn vậy, chúng ta phải định nghĩa lại khái niệm về sự giàu có. Theo ông, nói giàu có mà chỉ đề cập tới vật chất thì quả là sai lầm. Mục tiêu của tất cả mọi người là sống và nỗ lực đạt được điều mà mình muốn, chứ không phải hoàn toàn vì vật chất. Ông nghĩ, người nào thành công trong việc mình muốn làm mới chính là người giàu có, chứ không phải là thành công về vật chất. Lối suy nghĩ xem ai là thứ dân hoặc là người nghèo
thì chỉ vì họ không có tài sản tiền bạc, dù có trình độ tri thức, uy tín xã hội cao là một lối suy nghĩ nguy hiểm. Trung Du Dung khẳng định, xã hội nào đặt tiền bạc lên vị trí cao nhất thì thật là nguy hiểm, không thể chờ đợi sự phát triển lành mạnh và hạnh phúc được. Hơn 35 năm tạo lập và tái thiết, Hyundai của cố chủ tịch Trung Du Dung đã chứng tỏ giá trị, tiềm lực của một tập đoàn đa ngành vững mạnh tại Hàn Quốc vào những thập kỷ 80. Trung Du Dung qua đời vào ngày 21 tháng 3 năm 2001 ở tuổi 85, để lại một sản nghiệp to lớn của tập đoàn Hyundai cho các người em và con cháu tiếp tục quản lý. Washington Post đã dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc lúc đó là ông Kim Dae-jung nói: "Trong thời gian rất lâu nữa, người Hàn Quốc vẫn sẽ ghi nhớ những cống hiến lớn lao của Trung Du Dung đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc gia." Còn tờ New York Times thì ghi nhận ngay những dòng đầu tiên rằng Trung Du Dung, từ người nông dân tay trắng, đã lập nên tập đoàn kinh tế Hyundai, đế chế kinh tế lớn nhất Hàn Quốc. Hơn bất cứ người Hàn Quốc nào, ông Trung là biểu tượng cho phép màu của một đất nước đi lên, phát triển vượt bậc từ đống tro tàn của cuộc nội chiến. Trung Du Dung chính là minh chứng cho việc không phải cứ cần có tài sản lớn thì mới có thể trở thành doanh nghiệp lớn. Và người không được học bài bản vẫn có thể tạo dựng được sự nghiệp lừng lẫy, vươn đến đỉnh cao của thành công, đóng góp lớn cho dân tộc và thời đại. Với 7 bài học vô cùng quý giá của ông thì bí quyết thành công mong rằng chúng sẽ là tiền đề và là kim chỉ nam trong suốt quá trình gây dựng và phát triển sự nghiệp của mình để đưa các bạn vươn tới sự thành công và giàu có.